Theo tôi qua đây. Dạ. Để bà Tinh ra. Tinh ra. Madame Mã, bộ hài cốt nằm ở bên kia là do ông Từ đây đào hố phát hiện được. Anh Từ phải không? Ở đây hẻo lánh như vậy, tại sao anh lại đào hố ở đây? Tôi tới chôn xác. Hai người đập một hồi trúng bộ hài cốt nên tôi báo cảnh sát đó. Anh tới chôn xác? Tôi tới chôn con chó lông xù rốt kia của tôi. Sáng nay nó đột nhiên qua đời. Nó thích nhất là tới đây chơi. Nên tôi định chôn nó ở đây để nó được mãi mãi yên nghỉ ở đây. Tôi đã mua cái thùng gỗ và cây sẻng. Lúc tới đây cũng 2 giờ mấy rồi. Kế đó đào một hồi thì trúng bộ hài cốt. Tôi muốn chôn rốt kia cũng chôn không được. Ông Tư à, ông tùy tiện chôn thi thể động vật ở gần núi là vi phạm điều lệ dứt bỏ thi thể hoặc giết mổ. Mức phạt cao nhất là 25.000 và bị giam giữ 6 tháng tù. Tuy con chó của ông không thể chôn ở đây, nhưng nó đã giúp chúng tôi phát hiện bộ hài cốt này, coi như cũng làm được một việc tốt. Học hỏi formula đi, rồ lắm. Madame à, em nói có đúng không? Ừ. Cô nói cho anh biết cách xử lý thi thể động vật cho đúng đi. Yes, madame. Ông Từ à, thật ra ông có thể dùng túi ni lông màu sậm đựng thi thể động vật, sau đó đưa tới trạm thu gom rác. Bác sĩ Cổ, tình hình thế nào? Bây giờ tôi đã coi bộ hài cốt này có hoàn chỉnh không. Nhưng lúc nãy tôi phát hiện hộp sọ và xương hàm đều có vết nứt, chứ có thể đã từng bị đánh đập tới chết. Theo đánh giá ban đầu, người này chết bao lâu? Thi thể bị chôn trong đất, toàn bộ quá trình phân hủy cũng phải mất 10 năm. Sếp Cổ, tôi nghĩ chúng ta phải mang đất ở đây và rễ cây chưa đào đem về. Dựa theo suy đoán của bác sĩ Cổ, có lẽ hung khí là vật nặng. Mọi người tìm coi có thấy hung khí khả nghi không? Yes, madam. Phàm là những bộ hài cốt trong vùi dưới đất, vật chứng ở môi trường xung quanh cũng rất quan trọng. Cho nên chúng ta phải thu thập luôn lớp đất phủ trên bộ hài cốt, với lại thực vật đem về xét nghiệm. Quan trọng nhất là đừng làm hư bộ rễ của chúng, có biết chừng. Dạ biết. Chúng ta về trước. Madam Mở, chúng tôi cũng thu thập xong rồi. Ok, cảm ơn. Ok, bye bye. Những vật chứng chúng ta mang về chỉ có bấy nhiêu thôi. Có sơ mi của nạn nhân, quần jean, quần lót, giày thể thao, lớp đất ở nơi chôn xác, rễ cây và thực vật. Lần trước chúng ta phát hiện hài cốt ở đường cống, mang cả đống vật chứng về đây. Lúc đó không biết vật chứng nào có liên quan đến vụ án, nhưng lại cảm thấy có nhiều quá. Không ngờ lần này vật chứng ít như vậy thì lại thấy nó ít quá. Lần trước chúng tôi có một vụ án, bộ hài cốt đó còn tìm được trong cống thoát nước. Chiếc hóa học chứa trong nước thải đó và sự cao thấp của độ ẩm cũng ảnh hưởng tới tốc độ phân hủy của thi thể. Sếp Cầu và bác sĩ Cổ đã làm cuộc thí nghiệm để tính toán thời gian tử vong chính xác của nạn nhân. Nhưng bộ hài cốt lần này được chôn dưới đất, cho nên suy đoán thời gian tử vong phải nhờ vào chúng. Đúng vậy, lúc hung thủ chôn xác nhất định phải đào lớp đất lên, cho nên bộ rễ vốn đang tươi tốt rất có thể bị tổn thương, thậm chí là bị đứt. Nói một cách khác, bộ rễ ở gần bộ hài cốt hiện giờ có thể sau khi chôn xác mới mọc lại từ đầu. Chỉ cần chúng ta tính toán tốc độ sinh trưởng và thời gian, sẽ có thể suy đoán được năm chôn xác. Chỉ lát nữa em sẽ mang mẫu rễ cây chuyển tới khoa thực vật học. Những chuyện còn lại nhờ vào chúng ta. Nếu chúng ta không thể chứng minh thân thế của nạn nhân, Madame Mã sẽ rất khó dùng lai lịch của nạn nhân và quan hệ con người để điều tra. Từ lúc đó sẽ rất khó khăn. Làm việc đi. Qua gian nguy hiệu này hình như được dệt bằng chỉ thêu, nhưng có thể do lúc thi thể phân hủy, xác bị chảy nước làm cho màu bị phai bớt, cho nên không nhìn rõ hoa văn. Tôi nghĩ phải làm phiền anh Men dùng kính hiển vi Raman coi có thể khôi phục màu nguyên thủy của hoa văn này không. Nào coi đi, có khi nào những chữ tiếng Anh này là nhãn hiệu của đôi giày này không? Chà, DKSK nha. Ý, sao rành vậy? Phải hâm mộ sao? Người Hồng Kông đầu tiên trở thành nhà thiết kế giày thể thao nổi tiếng thế giới. Lúc tôi còn nhỏ, tôi thèm có đôi giày này lắm. Sếp Cao, em có thể vẽ lại hình này và xét nghiệm chất liệu của đôi giày. Nếu như phát hiện đúng là DKSK, em sẽ gửi tài liệu đến nhà sản xuất để đối chiếu. Tôi đã sắp xếp xong bộ hài cốt này rồi, chứng tỏ đây là một bộ hài cốt rất hoàn chỉnh. Có phải bước tiếp theo là xét nghiệm thời gian tử vong của nạn nhân không? Thật ra hài cốt trên 10 năm so với 20-30 năm cũng không có gì khác biệt. Được ghi là những hài cốt trên mấy trăm năm hay biến thành quá thạch thì có thể dùng cảm quan 14 để kiểm tra. Nếu không sẽ rất khó xác định thời gian tử vong thực sự của nạn nhân. Có nghĩa là trên bộ hài cốt này chúng ta chỉ có xác định được thân thế của nạn nhân. Cô thì nói như vậy, nhưng cô coi thử đi, xương gò má của người này hơi lộ ra, hốc mắt hơi tròn. Có lẽ là người châu Á, nhưng dựa theo tình trạng sinh trưởng của não cho thấy có lẽ độ tuổi vào khoảng 35-45. Cô coi, xương chậu của người này hơi hẹp, nhưng xương ngón tay thì hơi dài. Nhìn vào như vậy thì giống nam tính hơn. Còn nguyên nhân? Tôi đã coi xương tay và xương chân đều bình thường, cũng không có tình trạng xương phát triển mới. Chỉ có xương hộp sọ và xương hàm có vết nứt, cũng giống như suy đoán ban đầu.
có lẽ là bị vật cứng đập vào đến chết. Vậy có cần gửi xương tới tổ pháp chứng để họ thử lấy ADN ở tủy xương coi có thể đối chiếu được thân thể hay không? Theo như tôi được biết, kho dữ liệu ADN của tổ pháp chứng đến năm 1999 mới thành lập. Lúc nãy bác sĩ Cổ nói nạn nhân đã chết trên 10 năm. Vậy thì cho dù lấy được ADN cũng chưa chắc có thể đối chiếu được. Cho nên tôi định nhờ bác sĩ Lương làm form hộp sọ cho nạn nhân, rồi sắp xếp răng lên đó. Tôi dùng kỹ thuật chỉnh sửa khuôn mặt khôi phục dung mạo của nạn nhân. Mọi người cũng may mắn lắm, có thể tìm được 28 chiếc răng. Nhưng nếu nạn nhân đã mọc răng khôn thì bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ. Nhìn xương hàm này của nạn nhân chưa chắc đủ chỗ để mọc răng khôn. Cho dù đã mọc, có lẽ cũng đã nhổ rồi. Ý, ở đây xương hàm bị nát rồi. Có thể trước đó đã chẳng coi với người khác, bị người ta đánh tới nát cũng không chừng. Chứ vậy đối với chuyện sắp xếp lại răng có bị ảnh hưởng không? Tuy con người có 20 mấy 30 chiếc răng, nhưng độ lớn nhỏ của mỗi chiếc răng và hình dáng chân răng đều rất đặc biệt, không thể thay thế được. Cho dù trong tình trạng xương hàm bị nát một chút, chỉ cần chúng ta sắp xếp răng trước và răng sau thật tốt, còn vị trí này đánh giá lại một chút, tôi tin chắc không ảnh hưởng gì đến tái tạo khuôn mặt. Bác sĩ Lương, việc anh giúp tôi lấy hộp sọ và răng đi tẩy trắng và khử độc, sau đó mới sắp xếp răng lên. Đôi này là dày trên người của Hải Cốt, tuy đã cũ nát nhưng mà vẫn nhìn thấy một hình ảnh giống như đôi cánh, chứ lại có 4 chữ cái tiếng Anh VKST mà Ivan đã ghi gọn. Chúng tôi đã dùng lập trình vi tính xóa hết vết dơ trên đôi giày, hy vọng có thể khôi phục lại hình dáng vốn có của nó. Chúng tôi cũng không dám khẳng định có mẫu giày này hay không, cho nên đã mang hình vẽ này gửi tới nhà sản xuất giày để hỏi. Họ đã trả lời rồi. Vào năm 1992, DKSK vì kỷ niệm 10 năm thành lập đã tung ra một mẫu giày kỷ niệm, lấy đề tài là dương đến 20 năm. Chính là đôi này. Sếp Cao, khoa thực vật học đã nghiên cứu mẫu thực vật cho chúng ta gửi đến. Rễ của nó dài khoảng 30cm. Theo tốc độ sinh trưởng, suy đoán có lẽ đã sống được 15 năm. 15 năm trước à, tức là năm 1993. Cộng thêm thông tin lúc nãy mọi người đã nói, có nghĩa là thời gian chôn xác phải từ giữa năm 92 đến năm 93. Em lập tức báo với bà Đa Mạng. Chào Ivan. À, xin chào. À, vào đi. Nè Thơm à, khoan viết bài đã, có canh ngon gửi tới nè. Nè, hôm nay cô tôi nấu canh táo lê đem tới cho hai người tẩm bổ đó. À, cảm ơn nha. À, cảm ơn. 9 giờ mấy mới đem canh tới, cậu cũng thấy khuya quá sao? Nè sếp Cao, miệng của ảnh tệ như vậy, sao sếp lại chịu sống chung với ảnh chứ? Đành chịu thôi, ai kêu cậu ta là em vợ của tôi. Đây đi. Ủa, đây là hình trên áo của nạn nhân mà. Phải, tôi mới khôi phục nguyên hình đó, nhưng không biết là cái gì. Ừ, lâu rồi tôi không thấy hình vẽ này. Cậu đã thấy sao, hồi nào vậy? Đó, hỏi ảnh đi. Cậu đánh nhau với người mặc kiểu áo này nữa. Em đánh nhau với người ta à? Cho điên đó. Lúc đó em theo người này, lúc nào ông cũng coi em như bao cát, đấm đá mạnh bạo, nên em đã nhờ đại ca của em đi nói chuyện. Em đi nói chuyện với người ta sao? Cô tưởng đùa sao? Tao kêu mày lo con nó tới trường đua, mày chết ở đâu vậy? Hẹn tao tới đây làm gì? Hả? Từ nay tôi không dắt cá cho anh nữa, cũng không theo anh nữa. Mày không theo tao thì theo ai chứ? Tôi theo đại ca khác rồi, anh còn đánh tôi, anh sẽ không tha cho anh. Thằng cố này, dám phản tao hả? Bây giờ nó theo tôi, anh không được đụng tới nó. Dựa vào mày. Thằng ranh này, răng còn chưa mọc đủ. Đỡ hơn làm đại ca mà chỉ biết ăn hiếp em út thôi. Phải, tao thích đánh đó. Tao hứa tài, lôi nó ra đánh, làm gì được tao? Hả? Tao cảnh cáo mày, từ đây không được ăn hiếp con dao nữa. Hờ, nghĩ kỹ lại, sao lúc đó anh dũng cảm quá vậy? Nó nổi tiếng là điên mà. Tôi chỉ liều thử thôi, nên cứ việc hẹn hắn ra. Lỡ thực sự đánh thua hắn, tôi cũng không có mất mát gì. Đành phải giao cầu lại cho hắn thôi. Không lẽ anh đối xử với tôi vậy sao đại ca? Tôi nói vậy thôi, tôi có giống kẻ thiếu tình người vậy sao? Nói gì nữa, uống canh đi. Dựa theo tài liệu của mọi người, nạn nhân là người đàn ông châu Á, 30 đến 40 tuổi, bị hại vào khoảng thời gian từ năm 92 đến 93. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ nhân khẩu mất tích, lấy trường hợp có điều kiện trùng khớp giữ lại làm đối chiếu. Để bác sĩ Lương khôi phục dung mạo sẽ có thể đối chiếu với khuôn mặt của nạn nhân. Sếp Cao. À, Ivan. À, Thơm, Madam ạ. Chúng tôi đã mô phỏng được áo mà nạn nhân mặc lúc còn sống. Bác sĩ Lương cũng đã gửi qua kết quả khôi phục dung mạo rồi. Bây giờ tôi lấy thử áo và kết quả khôi phục dung mạo kết hợp với nhau, hy vọng có thể tái hiện hình dáng lúc nạn nhân còn sống. Phải, tao thích đánh đó. Rảnh rỗi tao lôi nó ra đánh. Mày làm gì được tao, hả? Người này là chó điên mà. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này,
bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.